Vườn quốc gia Gióc Đôn. Vườn quốc gia Gióc Đôn nằm trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 40 cây số về phía bắc. Vườn có diện tích khoảng 115.545 ha và có địa hình tương đối bằng phẳng, trong đó nổi trội lên là hai ngọn núi Gióc Đôn và Rây Hang. Rừng chủ yếu là rừng tự nhiên, phần lớn là rừng khộp. Đây cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam có bảo tồn loại rừng đặc biệt này. Theo khảo sát của các nhà khoa học thì hiện nay Gióc Đôn có 63 loài động vật có vú, 196 loài chim, 40 loài bò sát, 30 loài lưỡng cư và 464 loài thực vật. Đặc biệt, nơi đây còn có sự tồn tại của các loại động vật quý hiếm như voi rừng, trâu rừng, bò tót khổng lồ. Được biết, ở Đông Dương hiện có 56 loài động vật quý hiếm, thì riêng ở Gióc Đôn đã có 38 loài, và trong đó 17 loài được ghi trong sách đỏ thế giới như voi rừng, trâu rừng, bò sừng xoắn, hương sao, sơn dương, phượng hoàng. Sở dĩ nơi đây tồn tại nhiều động vật như thế vì rừng ở đây 90% là rừng nguyên sinh. Đó chính là một môi trường sống lý tưởng cho các loài động thực vật. Trích nguồn từ vietnamtrip.vn. Mấy anh em La Cà về Gióc Đôn lần này, may mắn là đúng lúc hai thành viên La Cà ở đó là thần rừng Gióc Đôn Tặc Răng Trần Xuân Thiện và La Cà Phân Đà Ban Mê Thuột Trần Quỳnh Nhi đều có đủ mặt. Thế là một cuộc La Cà chớp nhoáng để cùng nhau anh em chúng ta tiến vào Gióc Đôn thôi.
được bảo vệ khá nghiêm vì là một cảnh quan rừng rất độc đáo, không riêng gì của Việt Nam. Vườn quốc gia là áp dụng với phần lớn là cây họ dầu. Ngoài ra còn có các loại gỗ quý như cẩm xe, gõ hương, nhiều kỳ hoa tuyệt sắc như pơ lan, ngành ngạnh, xăm bố chín tím giót đôn, vô số loài lan rừng, nhiều dị thảo mà không thể biết hết tên, và tất nhiên cũng còn nhiều thú rừng. Ngoài ra, với dòng đất rong và nhiều ao hồ, đây cũng là lãnh địa của nhiều loài cá, thủy sản độc đáo. Sau Tết âm lịch và vào khoảng tháng 3 dương lịch thì rừng giót đôn vào một mùa kỳ đặc nhất của năm. Ngàn lá chuyển sang màu khô với đủ sắc độ từ vàng nhạt đến nâu thẫm và thậm chí đỏ rực. Hoa pơ lan với hỗn danh là hoa lửa Tây Nguyên cùng với xăm bố chín giót đôn không cần mưa xuống. Tự lực bản thân, chúng đã xung phong rực rỡ, báo hiệu một chu kỳ tái sinh mới của rừng. Muốn cảm nhận cái nồng nàn của tháng 3 Tây Nguyên, các bạn hãy nhanh chân, vì chỉ cần một cơn mưa thì cái khô khan trống trải hoang sơ kỳ đặc của giốc đôn mùa con ong đi lấy mật sẽ chấm dứt. Ngàn mầm lá sẽ vùng vụt đâm chồi, và chỉ sau chừng một tuần, cả khu vực sẽ thành như một cánh rừng thường xanh của vùng nhiệt đới. Về Ban Mê lần này, chúng tôi, những lữ khách La Cà lại thêm một lần ngất ngây. Vừa ngây ngất với đại ngàn hoang sơ mà diễm lệ, lại vừa liêu siêu phóng lãng với bao tha thiết của tình bạn, tình người. Vừa nồng nàn trong bữa tiệc chân tình của đất và người Ban Mê thích đại, mà sao như cũng vừa tự thẹn với lòng vì chừng chưa đủ thiết tha. Và cũng chính trong nỗi niềm tư lương đó, lại gieo vào lòng anh em La Cà trong phút giây chia tay tha thiết một lời hẹn thề tái ngộ. Ôi, lại cảm thấy lòng cực kỳ tiêu sái với cái tứ thơ của tay thi sĩ La Cà thứ thiệt Phạm Hữu Quang. Vậy thì thôi xin mượn để tạ và kết cho một chuyến La Cà tuy ngẫu nhiên mà lại vô cùng tuyệt thú. La Cà đâu bận lo tiền túi, ngày đi ta chỉ có tay không, chân sẵn dép giày trời sẵn gió, ngựa về ta cũng bụi mù tung. Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn, đũa lệch mâm xuông cũng gọi tình. Chí cốt cầm ra chai rượu cốt, ừ thôi trời đất cứ liêu xiêu.